Sau hai tuần người vợ nộp đơn ly dị, một người đàn ông ở Mỹ đã giết vợ, mẹ vợ và năm đứa con của ông rồi tự sát. Nhiều người đã rất xúc động khi dự họp báo tại tòa thị chính về vụ án mạng đau lòng đã làm 8 người thiệt mạng ở tiểu bang Utah của Mỹ. Phiên tòa vụ kiện Hòa thượng Thích Nguyên Trí, viện chủ chùa Bắc Nhã ở thành phố Santa Nam California đang diễn ra qua đến ngày thứ hai, đã bị hai người phụ nữ gốc việc tố cáo vì tội sờ mó trẻ em và tấn công tình dục khi hai người phụ nữ này còn nhỏ và nguyên đơn đòi bồi thường tổng cộng 4.4 triệu đô la. Giải độc đắc Mega Millions của Mỹ một lần nữa đã vượt mốc 1 tỷ đô la sau lần quay số vào tối ngày 6 tháng 1 năm 2023 vẫn không tìm ra được chủ nhân. Thật tuyệt vời khi thấy giải độc đắc tăng giá trị trong suốt những ngày lễ này và sang năm mới. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, thứ bảy ngày 7 tháng 1 năm 2023. Sau 2 tuần người vợ nộp đơn ly dị, một người đàn ông ở Mỹ đã bắn chết vợ, mẹ vợ cùng với năm đứa con của ông rồi tự sát. Nhiều người đã rất xúc động khi dự họp báo tại tòa thị chính vào hôm thứ Năm ngày 5 tháng 1 năm 2023. Về vụ án mạng đau lòng đã làm 8 người thiệt mạng ở thành phố Enoch, tiểu bang Utah của Mỹ. Theo AP đưa tin cho biết, giới chức nói rằng nghi can có tên là Michael Hay, 42 tuổi, đã giết vợ, mẹ vợ và năm đứa con của ông. Và thi thể mỗi nạn nhân đều có vết đạn. Bằng chứng cho thấy nghi can đã tự sát sau khi giết 7 người khác trong nhà, ông Rob Dodson, tổng quản trị thành phố Enoch, cho biết. Bà Thor Shahey, 40 tuổi, đã nộp đơn ly dị vào ngày 21 tháng 12 năm 2022. Và vào hôm thứ Năm, luật sư của bà thông báo cho biết, ông Michael Hay đã nhận được giấy tờ ly dị vào ngày 27 tháng 12, trong buổi họp báo vào hôm thứ năm, ông Jackson Ames, cảnh sát trưởng thành phố Enoch cho biết, cảnh sát cũng đã từng điều tra ông Michael Hay và gia đình của ông vào mấy năm trước, nhưng không nói rõ về việc gì. Người ta đã nhìn thấy bà Tho Hay và những người khác trong gia đình này tại một nhóm giáo dân vào đêm trước ngày họ bị sát hại. Ông Jeffrey Chestnut, thị trưởng thành phố Enoch cho biết, cảnh sát đã tới kiểm tra nhà gia đình ông Michael Hay vào chiều thứ Tư, sau khi có người báo cáo bà Tho Sa Hay bỏ lỡ cuộc hẹn trước đó, theo giới chức thành phố cho biết. Năm đứa con của cặp vợ chồng này từ 4 tới 17 tuổi, bao gồm ba gái, hai trai. Nạn nhân còn lại là bà Gail Euro, 78 tuổi, là mẹ của bà Tho Sa Hay. Theo ông James Park, luật sư đại diện của bà Tho Sa Hay trong vụ ly dị này cho biết, Bà không hề tỏ ra lo sợ sẽ bị chồng hãm hại. Nhưng ông luật sư của bà từ chối nói rõ chi tiết. Nếu lý do vụ án này đang được điều tra, ông James Park nói rằng ông chỉ gặp bà Tho Sa Hay hai lần, mới nhất là vào hôm thứ Ba ngày 3 tháng 1 năm 2023, và cho biết bà là người rất tự tế. Nhà gia đình ông Michael Hay nằm trong khu nhà biệt lập mới xây, trên đỉnh ngọn đồi nhìn xuống cộng đồng nông nghiệp của thành phố Enoch. Vụ án mạng đã làm chấn động thành phố nhỏ khoảng 7.000 cư dân. Ông Dodson cho biết, gia đình ông Michael Hay nổi tiếng trong thành phố này. Nhiều người trong chúng ta từng phục vụ với họ trong nhà thờ, trong cộng đồng và đi học chung với họ, ông Dodson đã nói vào tối thứ Tư. Cả cộng đồng này đang bị tổn thương. Họ cảm thấy mất mát, đau đớn và có nhiều thắc mắc. Theo hồ sơ từ tờ báo địa phương cho thấy, sinh nhật năm 1 tuổi của ông Michael Hề được tờ báo đăng vào năm 1981, cùng với hình chụp ông cười rất tươi. Hồi nhỏ, ông từng tham gia hướng đạo và đoạt giải Phép In God vào năm lớp 4. Hai năm sau, năm 1992, bài báo khác cho thấy, ông được nhà thờ trao giải Gospel in Action. Vào năm 1998, hình ảnh của ông một lần nữa xuất hiện trên tờ báo khi ông lọt vô vòng chung kết cuộc thi kinh doanh và tiếp thị ở trung học. Sau trung học, ông phục vụ cho hội truyền giáo ở Brazil, rồi cưới bà Thor Sahay tại một nhà thờ ở Utah vào năm 2003. Bà Thor Sahay sinh viên Overton, Nevada, cách thành phố Cedar, nơi ông lớn lên chỉ 2 giờ lái xe và hướng Nam. Ông Michael Hay làm nhân viên bảo hiểm và từng được hãng Allstate trao giải thưởng vì phục vụ tốt khách hàng. Trang Facebook Ba Tho Sa Hay đăng hình gia đình nhìn rất hạnh phúc, chụp ở nhiều cảnh đẹp của Diêu và phía trước tượng Chúa Giêsu lớn. Ngày 7 tháng 1 này đúng là tròn 43 tuổi của bà. Chuyển sang thông tin tiếp theo, phiên tòa vụ kiện Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Viện Chủ Chùa Bắc Nhã ở thành phố Santa Ana, Nam California, đang diễn ra qua đến ngày thứ hai, vào hôm thứ Năm ngày 5 tháng 1 năm 2023. Đã bị hai người phụ nữ gốc việc tố cáo vì tội sờ mó trẻ em khi hai người phụ nữ này còn nhỏ và nguyên đơn đòi bồi thường tổng cộng 4.4 triệu đô la. Phiên tòa thứ hai tiếp tục với những câu hỏi từ luật sư CJ Pro đại diện cho bên bị đơn về đời sống của nguyên đơn Thi Nguyễn để xác nhận các lời khai. Cô Thi Nguyễn đã giải thích rõ ràng hơn số tiền mà cô đòi bồi thường 2.2 triệu đô la là để đi trị liệu tâm lý và bù đắp lại số tiền mà cô có thể kiếm được từ làm ăn nếu tin tưởng người khác chăm sóc con cái, không phải tự mình lo hết mọi thứ. Như vậy, tổng cộng phía hòa thượng thích nguyên trí bị đòi bồi thường là 4.4 triệu đô la cho hai người phụ nữ này, mỗi người là 2.2 triệu đô la. Luật sư Kevin O'Connell, đại diện cho nguyên đơn, hỏi rằng cô Thi Nguyễn có bao giờ cô chia sẻ với người khác về những gì xảy ra lúc cô còn nhỏ chưa? Cô Thi Nguyễn cho biết, là người Việt Nam, cô không muốn kể những chuyện đó với người khác, một phần là vì văn hóa tốt khoe xấu che. Sau đó cô nói cô muốn trở thành một người mẹ và người vợ tốt hơn, muốn hàn gắn lại quan hệ gia đình bị sức mẻ vì sự việc này và không muốn ghét văn hóa Việt Nam. Cô còn nói thêm rằng cô đã bị vị hòa thượng kia lấy đi sự hồn nhiên của tuổi thơ vì sự xâm phạm. Sau đó tiếp theo là cô Tina Lê, nguyên đơn thứ hai đã lên khai trước tòa rằng Cô đã kể mình đi học ở chùa Bắc Nhã trên đường Sullivan vào lúc 8 đến 9 tuổi, vì gia đình thấy chị cô đã đến chùa này trước rồi quyết định cho cô đi theo chị của mình. Cô và em trai đi học ở chùa vào tối thứ sáu hàng tuần và cô đã kể bị hòa thượng thích nguyên trí xâm phạm lần đầu ít lâu sau khi cô đến chùa này. Theo cô Tina Le cho biết, vị hòa thượng này thường gọi cô và em trai vào phòng riêng của ông để cho kẹo cho hai chị em cô những thanh kẹo lớn nên họ rất thích sau đó ông đã dẫn hai chị em cô ra sau chùa để ngắm tượng phật cô tina lê kể lúc đó đang đứng trên một bậc thềm thì bị ông chạm vào lưng khiến cô ngã xuống rồi bị ông chạm tay vào khu vực âm đạo thấy vậy cô đã đẩy tay ông ra rồi chạy vào chánh điện lần thứ hai cô đã bị xâm phạm là ngay trước công chúng vị hòa thượng kia đã ôm cô từ phía sau trước mặt nhiều người và còn ngửi khắp người cô. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của ông trên cổ của tôi. Cô Tina kể cho biết, lần thứ ba là xảy ra trong phòng riêng của hòa thượng. Hôm đó có một sự kiện kéo dài đến nửa đêm. Cô Tina và em trai của mình ở chùa để đợi người lớn trở về nhà. Và cô hỏi người khác rằng, hòa thượng thích nguyên trí có mặt ở chùa hay không? Sau khi nghe ông phải đi nơi khác dự một sự kiện. Sau khi nghe hòa thượng không có ở chùa, cô và em trai của mình ngồi vẽ trong phòng riêng của ông, vì cô nói đó là phòng duy nhất mà cô và em trai được vào. Khi đang vẽ thì cô thấy Hòa Thượng Thích Nguyên Trí trở về. Ông vào phòng rồi ngồi phía sau cô, một lần nữa chạm tay vào khu vực âm đạo của cô. Thấy vậy cô đã chạy ra ngoài rồi nhờ một nữ Phật tử trong độ tuổi 20 ở lại chùa với mình. Thế là vị hòa thượng kia đã đi theo cô ra ngoài, ôm cô từ phía sau trước mặt nữ Phật tử kia trước khi người đó bỏ về. Sau đó ông đã sờ mó ngực của cô và cô nói có thể cảm thấy một thứ gì đó chạm vào lưng mình. Rồi về sau mới biết đó là hạ bộ của hòa thượng. Cô Tina Lê lần nữa đã bỏ chạy rồi ngồi trong chánh điện nhưng đến khuya mới có người chở về được nên buồn ngủ rồi đi vào phòng của hòa thượng thích nguyên trí để ngủ trên sàn nhà cùng em trai của mình. Theo cô, giờ ngủ bình thường của cô lúc đó là 9 hoặc 10 giờ tối, nên không thể nào thức đến khuya được và trong chùa chỉ có một chỗ để ngủ là phòng của hòa thượng thích nguyên trí cô kể đang ngủ thì bị hòa thượng nằm trên người một tay kéo quần cô xuống và một tay sờ mó dưới áo cô điều đó đã khiến cô vừa tìm cách chặn tay ông lại vừa đá em trai dậy để có người bảo vệ mình hòa thượng thấy vậy nên ngừng lại và cô tina kể sau đó cô không dám ngủ nữa và phải tự nhéo người mình để không buồn ngủ sau đó chị cô tham dự một sự kiện về đến chùa bát nhã rồi cả ba chị em đi theo người lớn về nhà. Cô Tina kể lại rằng những sự việc này làm cô không tin tưởng người khác được, trong đó có bạn trai cũ, một người bạn quen hơn một tập niên và cả gia đình. Những sự việc đó còn làm cô từng nghĩ đến chuyện tự tử. Sau khi đi trị liệu và tham gia các khóa học của công ty Landmark, cô Tina quyết định đến chùa Bắc Nhã trên đường First vào năm 2017 để gặp Hòa Thượng Thích Nguyên Trí. Cô kể lại những chuyện đã xảy ra nhưng ông chỉ trả lời là đã lớn tuổi nên không nhớ. Khi luật sư O'Connell hỏi về tiền bồi thường, cô Tina Le nói số tiền thỏa đáng là 2.2 triệu đô la vì tiền trị liệu tâm lý cùng các khóa học của Landmark để được giúp đỡ trong 6 năm qua, cùng tiền trị liệu trong tương lai và bồi thường cho các vấn đề tâm lý khác. Cuối cùng, luật sư CJ Perro của bên bị đơn đã hỏi cô nhiều câu về đời sống để xác nhận những lời khai. Và phiên tòa kết thúc vào lúc 4 giờ 25 phút chiều. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào thứ Ba ngày 10 tháng 1 tới đây. Theo đài truyền hình ABC7 vào hôm ngày 7 tháng 12 năm 2022, cô Thi Nguyễn và cô Tina Lê đã nộp đơn tố cáo Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, sơ mó và tấn công tình dục họ lúc còn nhỏ tuổi, từ năm 1997 đến năm 2008, vì muốn công chúng biết được những gì họ phải chịu đựng trong nhiều năm qua. Ngoài vai trò viện chủ chùa Bắc Nhã, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí còn là Phó Chủ tịch Nội vụ Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Hoa Kỳ. Hai phụ nữ này sau đó không đến chùa nữa để tránh gặp Hòa Thượng Thích Nguyên Trí. Sau nhiều năm trôi qua, cô Tina Lê muốn tìm công lý cho bản thân và cô còn gặp được ít nhất bốn phụ nữ khác cũng tố cáo vị Hòa Thượng kia, trong đó có cô Thi Nguyễn. Vào năm 2017, Nhóm phụ nữ này báo cáo sự việc với Sở Cảnh sát Sentana, sự việc được chuyển đến văn phòng biên lý quần cam, nhưng sau đó đã bị bác bỏ vì không đủ bằng chứng. Đài ABC7 liên lạc với chùa Bắc Nhã để gặp Hòa thượng Thích Nguyên Trí, nhưng người điều hành chùa cho biết ông đang bị bệnh và không có mặt trong chùa. Ni Sư Huệ Chiếu, trụ trì chùa Bắc Nhã đã nói với đài ABC7 rằng bà không biết về vụ kiện và những tố cáo hay phiên tòa sắp diễn ra. Trả lời phỏng vấn qua điện thoại, luật sư đại diện cho Hòa thượng Thích Nguyên Trí cho biết ông bác bỏ hết các tố cáo và sẽ không bình luận về sự việc này. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Sau lần quay số vào tối ngày 6 tháng 1 năm 2023, giải độc đắc của sổ số, số Mega Millions của Mỹ vẫn không tìm ra được chủ nhân có vé số trùng khớp và đẩy giá trị ước tính chạm mốc 1,1 tỷ đô la. Giải độc đắc Mega Millions sau ngày 6 tháng 1 là giải thưởng lớn thứ ba trong lịch sử của Mỹ. Giải số độc đắc trong lần quay số vào tối ngày 6 tháng 1 năm 2023 là số 3, 20, 46, 59, 63 và con số Megaball là 13. Theo AP cho biết, việc không có người trúng giải độc đắc có nghĩa là đã có 24 lần quay thưởng liên tiếp trong vòng 2 tháng mà không tìm được người trúng giải cao nhất. Mega Millions một lần nữa đã đạt mất 1 tỷ đô la Thật tuyệt vời khi thấy giải độc đắc tăng giá trị trong suốt những ngày lễ này và sang năm mới. Ông Pat McDonald, giám đốc sổ số Ohio và liên doanh Mega Millions cho biết, việc có những giải thưởng độc đắc lớn như sổ số Powerball hay Mega Millions, phần lớn là do tỷ lệ chiến thắng của những trò chơi này rất nhỏ. Đối với giải sổ số Mega Millions, tỷ lệ trúng giải độc đắc nằm ở mức 1 trên 302 triệu 600 ngàn. Trước đó, một người mua vé số Powerball ở California đã trúng giải độc đắc kỷ lục trị giá 2,04 tỷ đô la vào tháng 11 năm 2022. Sau hơn ba tháng, giải thưởng không tìm thấy chủ nhân. Giải độc đắc Mega Millions có giá trị cao nhất lịch sử là 1,53 tỷ đô la, thuộc về một người ở tiểu bang South Carolina vào năm 2018. Giải độc đắc có giá trị cao thứ hai là 1,33 tỷ đô la, thuộc về một người ở Illinois vào tháng 7 năm 2022. Và quý vị ơi, video của mình đến đây là cũng sẽ phải kết thúc nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video của mình. Và xin mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới.